Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Thế Chủ Diệu Nghiêm Phẩm Đệ Nhất. Tập 122. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Đồng Tri. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: 25 tháng 3 1999. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra hàng thứ tư, bắt đầu xem câu cuối cùng. Biến hóa âm phạm vương, đắc trụ nhất thiết pháp, thanh tịnh tướng tịch diệt, hành cảnh giới giải thoát môn. Hôm qua nói đến chỗ này, ý nghĩa còn chưa hết. Biến hóa âm phạm vương đều là chư Phật Như Lai tùy theo loài mà hiện thân. Hiện thân làm Đại Phạm Thiên Vương, cũng chính là trong Phẩm Phổ Môn nói đáng hiện thân Phạm Vương để độ chúng sanh. Liền hiện thân Phạm Vương mà thuyết pháp chính là ý nghĩa này. Cho nên tất cả là hóa thân của chư Phật Như Lai. Ý nghĩa sâu sắc hơn, tất cả chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới, bao gồm chúng ta trong đó, đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Chư vị có tin chăng? Quý vị lắc đầu không tin. Tại sao không tin? Chúng ta là phàm phu mê thất tự tánh. Nếu như là pháp thân đại sĩ đã giác ngộ, chư vị sẽ gật đầu tin tưởng. Tại sao vậy? Chư Phật Như Lai tượng trưng cho cái gì? Là nhất niệm tự tánh. Một niệm tự tánh chính là chư Phật Như Lai. Tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh. Chúng sanh là nghĩa rộng, không chỉ hữu tình là chúng sanh, vô tình cũng là chúng sanh. Bao gồm hư không pháp giới, tất cả pháp do các duyên hòa hợp mà sanh, đều gọi là chúng sanh. Hiểu rõ đạo lý này, biết rõ sự thật này, quý vị sẽ hiểu được một câu trong kinh điển Phật nói: khi Bồ Tát thành Phật, thấy đại địa chúng sanh đều thành Phật đạo. Mới hiểu rõ ý nghĩa câu nói này. Họ thành Phật như thế nào? Thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Giống như Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Bồ Tát thành Phật rồi, chúng ta thấy tất cả chúng sanh vẫn là chúng sanh, chưa thành Phật. Quý vị vẫn là chúng sanh. Nói cách khác, quý vị vẫn còn mê muội, chưa giác ngộ.
Người giác ngộ thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Chẳng qua trong đó có Phật sáng suốt, Phật mơ hồ. Chúng sanh chúng ta là Phật mơ hồ. Phật sáng suốt thì hiện là giúp đỡ chúng ta thoát khỏi mơ hồ mà thôi. Do đó, Pháp là bình đẳng, chúng sanh là bình đẳng, người cũng là bình đẳng. Nhất định phải dùng tâm chân thành bình đẳng yêu thương tất cả chúng sanh. Trong Phật Pháp nói từ bi, đại từ, đại bi. Đại từ đại bi này là tâm yêu thương thanh tịnh, bình đẳng, bác ái tất cả chúng sanh. Hai từ bác ái thì hiện trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Hoa Nghiêm, tất cả biểu pháp đều là ý nghĩa này. Điều này gợi lên cho chúng ta rất nhiều điều. Họ tu pháp môn nào thành Phật? Vô lượng pháp môn. Mỗi pháp môn đều có thể thành đạo vô thượng. Pháp môn tu của họ là trụ nhất thiết pháp, thanh tịnh tướng, tịch diệt hành cảnh giới. Đây là pháp môn tu của họ. Nói cho các vị biết, một pháp môn thông tất cả các pháp môn, không có chướng ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Pháp giới là không chướng ngại. Chướng ngại từ đâu đến? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không phải vốn có của tự tánh. Trong một niệm của tự tánh đều không có vọng tưởng phân biệt, cũng không có chấp trước. Cho nên chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, họ không có vọng tưởng, không phân biệt, cũng không có chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là phàm phu, cũng chính là nói Phật mơ hồ, mê hoặc điên đảo, họ có. Từ đó có thể biết vọng tưởng phân biệt chấp trước là nguồn gốc bệnh tật, là bệnh nặng của chúng ta. Hiện tại nói bệnh độc, không có bệnh nào nặng hơn bệnh này. Tất cả bệnh độc đều từ đó mà phát sinh. Nó là gốc rễ của bệnh độc. Tướng của nó là tham sân si. Cho nên tham sân si Phật gọi là tam độc phiền não. Ngày nay nói bệnh độc, mọi người rất dễ hiểu, dễ dàng lãnh hội. Bệnh thân thể, bệnh tâm lý, bệnh sanh tử, bệnh phiền não, bệnh lo âu của chúng ta đều từ đó mà phát sinh. Nó là nguồn gốc. Do đó có thể biết Phật dạy xả bỏ phân biệt chấp trước là có đạo lý. Dạy chúng ta xả bỏ phân biệt chấp trước cũng không phải là ý của Phật, mà là chân tướng sự thật. Bởi vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên ngày nay hiện ra diện mạo như thế này. Rời vọng tưởng phân biệt chấp trước thì lập tức hồi phục lại diện mạo vốn có của quý vị. Tướng mạo vốn có này, nói cho các vị biết, không chỉ ở 32 tướng. Tượng Phật mà chúng ta thường thấy, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là liệt hóa thân của Phật ứng hóa ở thế gian.
còn thân tướng của quý vị là thế nào? Trong Đại Kinh có nói, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đó là bản lai diện mục, là tướng tốt trang nghiêm vốn có của mình. Chúng ta đánh mất rồi. Mất này không phải thực sự mất, là mê muội. Khi nào giác ngộ, khi nào thì hồi phục trở lại. Hoàn cảnh sinh sống của chúng ta trang nghiêm vô cùng. Trong Kinh Hoa Nghiêm thấy thế giới hoa tạng. Trong kinh điển Tịnh Độ thấy thế giới cực lạc. Đó là nhà của mình, là môi trường sinh sống vốn có của chúng ta. Vì mê muội mới đọa lạc thành như thế này. Cho nên Phật và chúng sanh chính là giữa một niệm mê và ngộ. Chư vị nhất định phải hiểu thấu triệt chân tướng sự thật này. Ngộ rồi, quý vị chính là Phật Bồ Tát. Mê muội thì chính là phàm phu. Phật Bồ Tát với phàm phu là một, không phải hai. Bởi vì là một, không phải hai, cho nên người giác ngộ xem tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng sanh mê hoặc xem Phật Bồ Tát cũng là chúng sanh. Đạo lý là ở đây. Chúng ta học Phật phải thay đổi hoàn cảnh, làm cuộc thay đổi lớn. Chúng ta từ vô lượng kiếp mê muội nặng nề, bỗng chốc giác ngộ trở lại, quả thật không dễ dàng. Phải từ từ, dần dần điều chỉnh trở lại. Điều chỉnh lại chính là thay đổi. Đầu tiên phải hiểu rõ nguyên lý này. Chúng ta đối với việc tu học mới kiến lập lòng tin. Đạo lý rõ ràng rồi thì an tâm. Đạo lý rõ ràng thì an tâm an lạc ở trên phương pháp tu hành. Đầu tiên, chúng ta phải chuyển ác thành thiện. Chuyển tà niệm thành chánh niệm. Bắt đầu từ đây. Sau đó không ngừng hướng thiện. Chuyển phàm thành thánh. Phàm thánh có rất nhiều cấp bậc. Phàm phu, lục đạo cũng là phàm phu, mười pháp giới cũng là phàm phu. Trong kinh điển Phật nói, lục đạo gọi nội phàm, tứ thánh pháp giới là ngoại phàm. Phàm phu bên ngoài lục đạo, vượt qua mười pháp giới mới là thánh nhân. Kinh Hoa Nghiêm nói pháp thân đại sĩ chính là thánh. Thánh có 41 cấp bậc. Phàm phu có 10 pháp giới, 10 loại lớn, dần dần nâng cao lên.
Chúng ta chuyển phàm thành thánh, chuyển sơ trụ thành nhị trụ, chuyển nhị trụ thành tam trụ, chuyển thập trụ thành thập hạnh, chuyển thập hạnh thành thập hồi hướng, chuyển thập hồi hướng thành thập địa. Chúng ta cứ từ từ tiến vào. Như vậy mới có thể chứng được quả vị cứu cánh. Trong kinh điển Phật nói, phàm phu muốn chứng được quả vị Như Lai, thời gian là vô lượng kiếp, không phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là từ Viên Giáo Bồ Tát Sơ Trụ đến Bồ Tát Pháp Vân Địa. Đây là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Quý vị vẫn chưa vượt qua mười pháp giới, thời gian công phu tu hành còn chưa được xem là ở trong này. Quý vị thấy vấn đề phiền phức biết bao. Nhưng chúng ta nghe những cách nói này của Phật không nên sợ hãi. Thời gian này rất dài, năm nào tháng nào mới có thể thành Phật, không hy vọng rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói, thời gian là giả, không phải thật. Niệm kiếp viên dung, vô lượng kiếp thời gian dài như vậy, có thể đem nó biến thành một niệm. Một niệm giác ngộ, thời gian vô lượng kiếp chính là một niệm. Khi mê muội thì một niệm này biến thành vô lượng kiếp. Thời gian không phải là thật, không gian cũng không phải thật. Người thế gian chúng ta mê muội cho rằng thời gian là thật, không gian là thật. Quý vị đọc qua kinh luận của Pháp Tướng Tông, học qua Bách Pháp Minh Môn Luận, thời phân chính là thời gian, phương phân chính là không gian. Thời phân, phương phân, quý vị nghĩ xếp vào loại nào? Bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp là gì? Chính là khái niệm trừu tượng mà ngày nay mọi người thường nói, không phải sự thật, là một khái niệm trừu tượng. Chúng ta bây giờ chịu thiệt thòi quá, đem khái niệm trừu tượng cho là chân thật. Cho nên không hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Pháp hữu vi đều là giả. Không những bất tương ưng là giả, mà y tha khởi cũng không phải thật. Tám thức, 51 tâm sở, 11 thiện pháp, 26 phiền não, đều là y tha khởi tánh. Y tha khởi cũng không phải thật. Chỉ có viên thành thật là thật. Viên thành thật trong bách pháp chỉ có một, một điều cuối cùng chân như vô vi, đó là viên thành thật. Nó nói sáu pháp vô vi, ngoại trừ chân như vô vi là viên thành thật, năm pháp vô vi còn lại đều không phải viên thành thật. Nói cách khác, vẫn là y tha khởi. Viên thành thật chỉ có một, chính là chân như bổn tánh, là chân tâm của chính chúng ta. Trong Pháp Hội Lăng Nghiêm Thế Tôn chỉ điểm cho chúng ta, căn tánh của sáu căn là viên thành thật.
Người biết dùng căn tánh của sáu căn chính là chư Phật Như Lai. Người không biết dùng căn tánh của sáu căn là phàm phu. Đây chính là chân lý. Đại sư Giao Quang khuyên chúng ta bỏ thức dùng căn. Nếu biết bỏ thức dùng căn thì vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp, vượt qua vô lượng kiếp, đã làm Phật. Đại sư Giao Quang không đơn giản. Chúng ta thấy trong lời tựa của Lăng Nghiêm chánh mạch, Ngài là người niệm Phật, thọ mạng đến, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Ngài hướng về Phật A-di-đà trần tình. Ngài nói Lăng Nghiêm là một bộ kinh hay, nhưng rất tiếc những chú giải từ trước đến nay đều không rõ ràng. Ngài hướng về Phật A-di-đà xin phép, nói con ở thế gian này thêm vài năm, sau khi chú giải hoàn tất kinh Lăng Nghiêm sẽ vãng sanh. Phật A-di-đà chấp nhận thỉnh cầu của Ngài, Phật liền trở về. Chư vị thấy Ngài chú giải bộ kinh này bất khả tư nghị. Giải thích của Ngài thật đúng với ý nghĩa chân thật của Như Lai, không giống với chú giải của Trường Thủy. Trường Thủy vẫn như cũ, không rời tâm ý thức. Ngài dùng chỉ quán của thiền thai để giải thích Lăng Nghiêm. Chúng ta đọc kinh như những chỗ này phải lưu ý. Chúng ta thấy không có một pháp nào không phải là một niệm tự tánh. Thật sự hiểu được hư không pháp giới, tất cả các pháp là nhất niệm tự tánh. Đây là Phật tri kiến. Kinh Pháp Hoa nói nhập tri kiến Phật. Chúng ta đối người đối sự đối vật thường dùng tâm này, thường đi thể nghiệm bản thân nhập tri kiến Phật khi nào không hay. Bản thân rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, bỏ ý niệm ích kỷ tự lợi, tâm đại từ đại bi sẽ tự nhiên phát sanh. Quý vị sẽ chủ động giúp đỡ tất cả chúng sanh, sẽ thực sự yêu quý tất cả chúng sanh. Đây là bộc lộ tánh đức của quý vị. Đó là điều tự nhiên. Bất luận một vị Phật, Pháp Thân Đại Sĩ, cái gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, tự nhiên bộc lộ. Trong kinh Phật nói Pháp vốn như vậy. Đây không phải là người dạy, cũng không phải người khuyên, mà là tự nhiên. Ngài được pháp môn này cũng chính là Ngài tu pháp môn này. Vừa rồi chúng tôi nói với các vị đồng học, bất luận pháp môn nào đều thông tất cả pháp môn. Cho nên chúng ta đọc bộ đại kinh này, cùng nhau nghiên cứu thảo luận, lợi ích vô cùng vô tận. Trụ tất cả pháp. Trụ này là an trụ. Trụ tất cả pháp là đúng rồi. Trụ một pháp là sai. Trụ tất cả pháp giống như vô trụ. Quý vị nghĩ đúng như vậy chăng? Là vô trụ. Chẳng hạn như tôi hỏi quý vị ở đâu,
tôi ở Nhã Lung, Singapore. Vậy là sai rồi. Đó là quý vị có trụ rồi. Có trụ là gì? Có phân biệt chấp trước. Nếu như nói quý vị ở đâu, tôi ở trong tất cả thành thị, mọi nơi trên thế giới, thì nó biến thành vô trụ. Không trụ mà trụ, trụ mà không trụ. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Trụ trong tất cả các pháp chính là vô trụ. Quý vị yêu mọi người, yêu một người là tự tư, yêu tất cả chúng sanh là từ bi. Nên thể hội tường tận đạo lý này. Yêu một người, yêu một việc, tâm có trụ. Yêu tất cả chúng sanh, yêu mọi việc, mọi vật, thì tâm vô trụ. Tâm của quý vị là bình đẳng thanh tịnh. Có trụ, có phân biệt chấp trước. Vô trụ, không còn phân biệt chấp trước. Ở đây có trụ, chúng tôi đặc biệt giải thích ý nghĩa từ này. Không được hiểu sai lầm. Kinh Phật vừa mở ra, tôi nghe như vậy, Phật tại nơi nào không có nói trụ. Phật tại nghĩa là gì? Phật vô trụ. Phật bây giờ ở nơi nào? Quý vị đọc sách xưa của Trung Quốc, trước kia hoàng đế không thể nói ở nơi nào. Tại sao vậy? Hoàng đế ngày xưa, quốc gia chính là nhà của vua. Tất cả nhân dân đều là con dân của vua. Nhà ông chính là quốc gia. Ông ở trong đất nước đó, quý vị không thể nói hoàng đế đang ở nơi nào. Nói là hành tại. Vua đang ở nơi nào? Không thể nói là đang ở đó. Đang ở đâu? Nơi vua ở gọi là hành tại. Người giác ngộ chỉ có đang ở đâu, chứ không trụ ở đâu. Ở một nơi nào đó chính là tùy loài hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng, ứng ngay ở đó, không có nói trụ. Nhưng chỗ này nói trụ ý nghĩa rất sâu, chính là nói Bồ Tát tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Niệm niệm không bỏ tất cả pháp. Niệm niệm không bỏ tất cả chúng sanh. Phật giáo thường nói Phật độ chúng sanh, một người cũng không bỏ. Giống như một bậc từ mẫu có rất nhiều con cái, đều yêu thương giống nhau. Mỗi người con đều ở trong tim của bà, trước giờ không quên người nào cả. Dùng từ mẫu để ví với tự tánh của chúng ta. Tự tánh hiện tướng, hiện hư không, hiện pháp giới, hiện tất cả chúng sanh.
hư không pháp giới tất cả chúng sanh là tự tánh biến hiện ra. Quan hệ của năng hiện, sở hiện, quý vị cần hiểu rõ. Thông suốt là trí huệ, đây là bát nhã. Tại sao nói Phật giáo không phải triết học? Trong triết học có năng, có sở. Năng sở là nhị nguyên. Phật giáo nói năng, nói sở. Năng sở là nhất nguyên. Năng sở là một, không phải hai. Cho nên nó không thuộc phạm vi triết học. Đầu năm Dân Quốc, Đại sư Âu Dương nói Phật giáo không phải tôn giáo, không phải triết học. Có đạo lý. Ngài là một người thật sự hiểu Phật Pháp, thật sự thông suốt Phật Pháp, mới có thể nói như vậy. Ngài đối với Phật Pháp, nếu không phải hiểu một cách thấu đáo thì không thể nói ra câu này. Nhưng Đại sư Âu Dương không nói ra cứu cánh của Phật Pháp là gì, chỉ nói Phật Pháp là nhu cầu cần thiết của thời đại. Nhấn mạnh điểm này, chúng ta bổ sung nói rõ ràng hơn. Phật Pháp là giáo dục, Phật Pháp giáo học, để mọi người hiểu rốt cuộc Phật Pháp là gì. Bây giờ mọi người cần thực hiện trong cuộc sống, không thực hiện nó thì luôn thấy có nghi vấn ở đâu đó, quá nhiều nghi vấn. Phật Pháp là giáo dục, là giáo dục của Phật Thích Ca Mâu Ni đối với tất cả chúng sanh của chính pháp giới, dạy họ hướng thiện. Phật Thích Ca Mâu Ni là người như thế nào? Ngài không phải thần, không phải thượng đế, cũng không phải chủ. Vậy rốt cuộc Ngài là ai? Chúng ta dùng từ ngữ hiện đại xác định Ngài là một nhà giáo dục. Là người làm công tác giáo dục xã hội. Nói như vậy, mọi người nghe có thể hiểu, có thể chấp nhận. Phật Thích Ca Mâu Ni với chúng ta bình đẳng, chúng ta và Phật bình đẳng. Ngài cũng là người, là người làm công việc giáo dục xã hội. Chúng ta học Phật, thầy của chúng ta dấn thân vào công việc giáo dục xã hội, chúng ta cũng nên tham gia vào công việc giáo dục xã hội. Thầy làm hết trách nhiệm, không phải vì quyền lợi, chúng ta cũng phải làm hết trách nhiệm, không phải vì quyền lợi. Tất cả đều lấy thầy làm gương. Thầy là tấm gương, chúng ta học tập ở thầy. Hy vọng có thể đạt được thành tựu giống như thầy, làm Phật, làm Bồ Tát. Mở Kinh Hoa Nghiêm, trong này mỗi người đều là Phật Bồ Tát. Họ thể hiện thân phận khác nhau, tham gia công việc khác nhau. Đây chính là đa nguyên văn hóa mà ngày nay chúng ta nói. Tuy là hình tướng thân phận khác nhau, nhưng đều là Phật, là Bồ Tát, cũng đều là người. Vì thế các pháp không chướng ngại, cản trở nhau, vốn dĩ không sai khác. Đây là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Hôm nay
chúng ta muốn giải quyết vấn đề của thế gian này, chỉ có tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm, lý luận phương pháp của Hoa Nghiêm mới có thể thật sự đạt được xã hội hòa bình, thế giới thống nhất, thật sự có thể làm được. Đây là tài liệu đa nguyên văn hóa hay nhất. Rất tiếc không có người phát hiện. Âu Dương tiên sinh phát hiện ra, thông suốt rồi, khuyên bảo người đời đây là nhu cầu cần thiết của thời đại. Khi đó điều kiện không đầy đủ, không có biện pháp nào đem tư tưởng này phát huy rạng rỡ. Khi đó truyền thông chưa phát triển, giao thông không thuận tiện, không thể truyền đạt khắp nơi. Năm 1970, lịch sử triết học gia của Anh Quốc, tiến sĩ Toynbee phát biểu giải quyết vấn đề của thế kỷ 21. Chỉ có Phật giáo Đại Thừa và học thuyết Khổng Mạnh. Tiến sĩ Toynbee cách chúng ta gần. Năm 1970, tư tưởng của ông được truyền bá rất nhanh. Tư tưởng của ông với tư tưởng của Đại sư Âu Dương Cảnh Vô hoàn toàn tương đồng. Ngày nay chúng ta dựa vào mạng Internet, truyền bá vệ tinh, làm cho mọi người trên thế giới đều biết, mỗi người đều hiểu rõ. Dựa vào sự chỉ đạo của cổ thánh tiên hiền, chiếu theo đạo lý này, y theo phương pháp này mà học tập, thì chúng ta trong đời này sẽ đạt được phước báo mỹ mãn thật sự. Trong một đời có thể trải qua cuộc sống thật hạnh phúc, mỹ mãn, đời sau lại càng tốt hơn, tốt hơn đời này. Đây là đạo lý mà Phật Pháp dạy chúng ta. Trong Kinh Phật nói, tất cả Pháp mà Phật nói, cõi trời, nhân gian không có gì sánh bằng. Lời này là thật, một chút cũng không giả dối. Đây không phải Phật tự đại, không phải Ngài tự khoe khoang, đều không phải. Phật chưa từng nói một câu Pháp nào, làm sao có thể tự mình khoe khoang. Tất cả Pháp mà Phật nói đều là bộc lộ tự tánh của chính chúng ta. Tất cả Pháp cõi trời, nhân gian đều là do thức biến hiện, làm sao có thể so sánh? Thức là gì? Tự tánh bị mê hoặc gọi là thức. Thức sau khi giác ngộ gọi là tánh. Thức và tánh là một, không phải hai. Cho nên nói chân tâm và vọng tâm là một. Chân tâm là tâm giác ngộ, vọng tâm là tâm mê hoặc. Trong một tâm, giác là nó, mê cũng là nó. Cho nên mê ngộ không hai. Điều này Kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều. Phật tại sao giảng nhiều như vậy? Một hai lần ấn tượng không sâu sắc. Chúng ta xem một cách qua loa, không chú ý. Nói nhiều lần nhắc nhở chính mình. Phật nói nhiều lần như vậy, lời nói này quan trọng, quý vị mới chăm chỉ lĩnh hội.
nỗ lực học tập mới đạt được lợi ích thật sự. Cho nên kinh này có ai nghe một lần liền khai ngộ chăng? Không có đạo lý này. Phải nghe hàng ngày, học hàng ngày, một ngày cũng không gián đoạn. Tôi thực hiện 47 năm mới có thành tựu nhỏ này. Trong 47 năm, mỗi ngày đều thực hiện, một ngày không bỏ. Tôi ở trên bục giảng kinh đến hôm nay là 40 năm. Tôi học Phật 7 năm, sau đó giảng kinh, không có gián đoạn. Đây là thể nghiệm của tôi. Tôi cũng là phàm phu, cũng là vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng. Khi tôi chưa học Phật, làm việc trong một đơn vị, cấp trên đồng nghiệp của tôi gọi tôi là người cố chấp. Chấp trước rất nặng nề, Phật pháp hóa giải rồi. Đây là công lao của thầy tôi. Thầy Phương dẫn dắt tôi vào đạo. Đại sư Chương Gia đặt nền móng học Phật cho tôi. Tôi theo ngài học 3 năm, học giảng kinh với thầy Lý 10 năm. Trong 40 năm, ngày ngày khuyên mọi người, khuyên người khác cũng chính là nhắc nhở chính mình. Cả hai đều là khuyên nhủ. Người khác không có thành tựu là vì sao? Không liên tục. Tôi có một chút thành tựu. 40 năm này, ngày ngày khuyên nhủ, không gián đoạn. Lý và sự này, chúng ta nên hiểu. Phải nghĩ đến thành tựu, đường đi của người xưa, đi theo con đường của họ, chắc chắn không sai. Trụ tất cả pháp, trong tâm viên mãn, bao hàm tất cả pháp. Tất cả pháp là như thế nào? Thanh tịnh tướng, tịch diệt hạnh. Đại sư Thanh Lương trong tiểu chú chỉ điểm cho chúng ta: Phật thân vô tướng, đẳng pháp tánh chi thanh tịnh. Thân Phật vì sao không có tướng? Vô tướng không phải nói không có thân tướng, không có sắc tướng. Quý vị nghĩ như vậy là sai. Vô tướng là không chấp tướng. Chính là ý này. Tức tướng ly tướng, gọi là vô tướng. Nếu không, vô tướng và hữu tướng chẳng phải lại chướng ngại rồi ư? Hữu tướng chướng ngại vô tướng, vô tướng chướng ngại hữu tướng. Đây chính là tư tưởng của Hoa Nghiêm. Tư tưởng Hoa Nghiêm là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Hữu tướng vô tướng vô ngại, hữu tướng không chướng ngại vô tướng, vô tướng không chướng ngại hữu tướng. Hữu tướng và vô tướng đồng thời tồn tại. Phật hiện thân tướng này, theo chúng ta mà nói, thân tướng là hữu tướng. Mặc dù hữu tướng, nhưng tâm không chấp tướng, chính là vô tướng. Cho nên hữu tướng và vô tướng đồng thời tồn tại, hai bên không chướng ngại lẫn nhau. Đây chính là đại tự tại, đạt được thanh tịnh thật sự. Đẳng, đẳng là pháp tánh thanh tịnh bình đẳng. Tướng hôm nay của chúng ta hiện ra là pháp tướng. Pháp tướng là tướng thanh tịnh. Mọi người được thân tướng này đều là pháp tướng. Thật đáng tiếc quý vị đã làm mê muội pháp tướng này. Mê rồi biến thành gì? Sắc tướng. Sắc nhiễm ô rồi.
thì tâm của chư vị không thanh tịnh. Không thanh tịnh là gì? Có vọng tưởng, phân biệt, có chấp trước, thì quý vị không thanh tịnh. Tâm Phật Bồ Tát vì sao mà thanh tịnh? Mặc dù họ hiện tướng, họ đối với tướng này tuyệt đối không chấp trước, không phân biệt chấp trước, cho nên tâm họ luôn thanh tịnh. Bản lĩnh của họ chính là ở đây. Luôn duy trì tâm thanh tịnh thì quý vị và pháp tánh tương ưng. Pháp tánh là tâm thanh tịnh, có thể tương ưng với pháp tánh. Tương ưng lâu ngày, thấy tánh khi nào không hay, chuyển phàm thành thánh khi nào không hay, chuyển phàm phu thành Phật Bồ Tát. Bồ Tát này không phải Bồ Tát bình thường, là Pháp Thân Đại Sĩ. Phật này không phải Tạng Giáo Phật, không phải Thông Giáo Phật, là Viên Giáo Phật. Nói với chư vị, không phải biệt giáo. Biệt giáo không có trí huệ cao như vậy. Nhưng trí huệ của chúng ta từ đâu mà có? Trong cuộc sống hàng ngày, từ xử sự đối nhân tiếp vật, dựa vào phương pháp lý luận của Kinh Hoa Nghiêm mà học tập, nuôi dưỡng căn tánh viên đốn của chúng ta, trong cuộc đời này có thể thành tựu quả Phật viên mãn. Pháp môn này rất khó gặp. Kinh điển quá lớn, nhiều năm rồi, từ ngày tôi bắt đầu giảng kinh 40 năm, tôi thích Hoa Nghiêm, tôi thỉnh kinh. Bộ kinh đầu tiên là Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao. Kinh này ở chỗ tôi 40 năm rồi. Hiện nay tôi đã gửi cho Hội Cơ Kim, họ đem đi tái bản rồi tặng cho chư vị. Chư vị xem tôi đọc sách, tôi rất quý trọng sách cổ. Bên trong sách không làm dấu gì cả. Đó là tôi chịu trách nhiệm với người sau. Các loại sách này đều là sách quý, chúng ta không nên làm hư nó. Bây giờ rất tiện lợi, trước khi đọc sách phải ghi chép lại, nguyên bản phải giữ gìn sạch sẽ, nguyên vẹn, truyền lại cho người sau. Bây giờ thuận lợi là có thể in. Trên bản in này đánh ký hiệu, viết chữ cũng không sao. Giống như bây giờ sách này của quý vị đều có thể viết chữ làm ký hiệu. Tại sao vậy? Đây là bản sao chép, nguyên bản tuyệt đối không thể động vào. Chúng tôi dùng Sở Luận Toản Yếu, phiên bản này là Pháp Sư Thanh Hoài ở Hồng Kông cất giữ. Ông cũng rất khó có được, đem nguyên bản cất giữ. Đây là sách của Cổ Sơn, sách đóng buộc chỉ, đem ra tái bản. Tôi nhận được bản in của ông, ông tặng tới mấy bộ. Về Đài Loan tôi thu nhỏ lại, nguyên bản rất lớn, rất nặng, cầm trên tay giống như viên gạch, cầm không nổi, cho nên tôi thu nhỏ lại. Thu nhỏ rồi mà quý vị thấy đó, chữ vẫn lớn như vậy. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao không có thu nhỏ, không những không thu nhỏ còn phóng lớn một tí, cho nên chúng ta xem thấy thoải mái vô cùng. Đây là chúng ta nhận được sự thuận tiện từ khoa học hiện đại. Mình đọc sách phải suy nghĩ cho người sau, những pháp bảo này phải truyền lại cho người sau, cho nên không thể tùy tiện viết chữ lên sách, làm hư hoại, dơ bẩn nó. Như vậy chúng ta đều có tội. Người đời trước truyền lại, chúng ta phải truyền nguyên bản lại cho đời sau. Phải gìn giữ tâm này.
luôn gìn giữ tâm báo ân. Làm sao báo ân? Chịu trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp, tiếp tục huệ mạng của chư Phật. Đây mới thực là báo ân chư Phật. Không thể để Phật Pháp chỉ đến đời sau chúng ta rồi, ta được lợi ích rồi, về sau không truyền nữa. Đây là sai lầm. Người xưa thường nói, bất hiếu có ba loại, không người nói giỏi nặng tội nhất. Đạo Phật của chúng ta thì cần có người tiếp tục huệ mạng của chư Phật, Pháp tử của Như Lai. Trong nhiều năm nay, nhiều người khuyên tôi, đặc biệt là Pháp Sư Khai Tâm ở Đài Nam, rất nhiều người biết ông. Pháp Sư Khai Tâm khuyên tôi mười mấy lần, mỗi lần gặp tôi đều nói, Pháp Sư, ông nên giảng Kinh Hoa Nghiêm. Ông không giảng, sau này sẽ không có người giảng nữa. Tôi nói, biết là như vậy, nhưng chưa tìm đúng nơi, nhân duyên chưa đến. Kinh này rất dài, cho nên phải đợi nhân duyên chín mùi mới được. Nhất định phải ở một nơi cố định. Nếu thường xuyên đi ra ngoài sẽ gián đoạn. Kinh này rất khó thành tựu. Trước kia ở Đài Loan, tôi đã giảng 17 năm, giảng hết một nửa, giảng tới thập hồi hướng. Tại sao cần thời gian dài như vậy? Thường đi nước ngoài giảng không liên tục, khi đó không có quay phim, cũng không thu âm. Nhưng lần này giảng không giống như lần trước, hoàn cảnh cũng không giống. Hôm nay nhân duyên đã chín mùi, cũng là sự sắp xếp của chư Phật Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đọc kinh, nghiên cứu, thảo luận, giảng giải, hầu như đều áp dụng vào cuộc sống, đạt được lợi ích thật sự, chứ không phải kinh điển tách rời cuộc sống của chúng ta, không được lợi ích nào. Điều đó chúng ta rất khó tiếp nhận. Chỉ là một pháp hội giảng kinh mà thôi, không có lợi ích gì. Hôm nay quý vị mở kinh ra, từng câu chữ đều thực hiện trong cuộc sống hiện thực của chúng ta. Đây là lợi ích. Không những thanh tịnh, thanh tịnh này là tướng, trên sắc tướng không có nhiễm ô, đây là thanh tịnh. Cao hơn nữa là tịch diệt. Tịch diệt là nói tâm địa. Đại sư Thanh Lương nói, hiện nhi đồng hóa, vị tịch diệt chi hành. Ý nghĩa bốn từ này rất sâu sắc. Hiện dễ hiểu là thị hiện. Hai từ đồng hóa này rất khó hiểu. Hóa là gì? Là hòa tan. Hòa tan ở đâu? Hòa tan trong tự tánh. Không những tâm hành của mình hòa tan trong tự tánh. Đối tượng mà chúng ta giác hóa, đây là tất cả hữu tình chúng sanh, cũng hòa tan trong tự tánh. Nhưng quý vị phải biết, chưa chắc họ kiến tánh, chúng ta kiến tánh. Ta với tự tánh hợp thành một, cái gọi là tánh tướng nhất như. Tánh tướng không hai, tướng ở trong tánh, tánh ở trong tướng. Đây là đồng hóa. Nếu như thấy tướng có hai phần, còn có phân biệt, còn chấp trước, không hòa tan, cũng không đồng, không hòa tan, đây là tịch diệt hạnh.
cảnh giới này hoàn toàn là quả vị của Như Lai. Chúng ta ở trong Kinh Nhân Vương có thấy cảnh giới tịch diệt hạnh ở vị thứ của Bồ Tát. Hạ phẩm tịch diệt hạnh là Bồ Tát Pháp Vân Địa, trung phẩm là Đẳng Giác, thượng phẩm là quả vị của Như Lai. Vô sanh pháp nhẫn, hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn là thất địa, trung phẩm là bát địa, thượng phẩm là cửu địa. Đây là nói vô sanh pháp nhẫn. Mọi người thường đọc kinh Tịnh Độ, khi hồi hướng trong đoạn này đều đọc đến vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa. Tịch diệt nhẫn là Pháp Vân Địa, Đẳng Giác, quả vị Phật. Đây là đạt được cảnh giới cao nhất, hiện nhi đồng hóa. Bốn từ này làm sao thực hiện? Hiện tại chúng ta là phàm phu. Trong kinh nói đến Pháp Thân Đại Sĩ, Đại sư Thanh Lương giải thích rất hay. Đương cơ của kinh Hoa Nghiêm là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Ngoài 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, còn có một loại người làm đương cơ, đại tâm phàm phu. Chúng ta là phàm phu, miễn là tâm lượng lớn thì cũng làm người đương cơ trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên phàm phu tâm lượng nhỏ không được, không thể vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Tâm lượng lớn thì được. Tuy rằng là phàm phu, miễn là tâm lượng lớn, thật sự có thể bao cả hư không pháp giới, có thể chứa đựng tất cả chúng sanh. Sáng nay tôi có nói với mọi người, thấy chúng sanh làm việc ác cũng bao dung. Không bài xích. Không có loại chúng sanh nào mà không thể bao dung. Đây mới gọi là phàm phu tâm lượng lớn. Phàm phu tâm lượng lớn, bất kỳ việc gì đều lớn hóa thành nhỏ. Có thể làm lớn mà hóa nhỏ, đó là lợi ích. Tâm quý vị luôn thanh tịnh, luôn luôn tự tại. Trong tâm không có phiền não, không lo lắng, vướng bận, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chư vị nói xem, người này sống thật tự tại, hạnh phúc, viên mãn. Trên thế giới này, bất luận địa vị cao thế nào, phước báo lớn như thế nào, họ còn có lo lắng, còn phiền não, bận tâm. Họ không có phước báo, sống rất cực khổ. Một lần tôi ở Hồng Kông, nghe các bạn đồng tu ở đây nói với tôi. Lúc trước tôi không hiểu, lần đầu nghe nói Hồng Kông có một tòa lầu rất cao, giống như bảo tháp. Buổi tối màu sắc của nó thay đổi, màu hồng, vàng, lam, tím thay đổi liên tục. Tòa lầu đó xây rất đẹp. Đồng tu Hồng Kông nói với tôi, đó là tài sản của một người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông. Họ nói phụ nữ trên toàn thế giới, tiền bạc của người này là nhiều nhất. Nhưng hiện tại người này ở đâu không biết. Người này mỗi ngày đều thay đổi nơi ở, sợ người khác ám sát. Quý vị nói xem có đáng thương không? Nghe nói chồng cô ấy đã từng bị bắt cóc, rồi được chuộc về, nhưng lần thứ hai bị bắt cóc, hơn mười mấy năm rồi đều không có tin tức. Cho nên bây giờ khi làm việc với người khác đều thông qua mười mấy lớp, không dám gặp mặt người khác, ẩn núp mỗi ngày. Nhiều tiền như vậy, nghe nói rất keo kiệt, cuộc sống tiết kiệm vô cùng, rất khổ sở. Chúng ta không hiểu được tiền này cuối cùng có công dụng gì, không biết. Mê hoặc điên đảo. Tiền tài từ đâu mà có? Trong đời quá khứ bố thí nhiều tiền bạc, nhưng rất tiếc không có tu bố thí pháp, không có trí huệ, cho nên không biết cách dùng tiền.
Đời này của tôi trong pháp tu học nhiều năm, tôi biết đời quá khứ mình không tu tài bố thí, cho nên trong đời này kinh tế tiền bạc rất khó khăn, không có tiền dùng. Trong đời quá khứ tu bố thí pháp, cho nên biết cách dùng tiền. Tôi không có tiền nhưng rất biết cách sử dụng tiền. Một đồng tiền của tôi có thể sử dụng thay thế 10 đồng. Phật dạy chúng ta phước huệ song tu, phải bố thí pháp, cũng phải bố thí tiền tài. Tôi bây giờ còn có một ít cúng dường, là đời này tu được. Đây không phải đời trước. Đời trước thật sự không tu, là đời này tu được. Cho nên tiền tài ở thế gian không phải quý vị kiếm được, mà tu được. Tu từ đời trước, từ đời này mà được. Bất luận là cá nhân, đoàn thể đều phải như vậy. Phải học bố thí, xả bỏ, tu tâm thanh tịnh, phải tu tâm bình đẳng. Thanh tịnh tịch diệt, tướng thanh tịnh, tâm tịch diệt. Đây là tức tướng vô tướng. Đạo Phật thường nói, làm mà không làm, không làm mà làm. Trên sự tướng ngày ngày đều làm, ngày ngày không gián đoạn, làm rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Không làm là sao? Không vì mình mà làm. Cho nên tâm quý vị thanh tịnh, bình đẳng, chân thành. Việc khi làm xong, chúng sanh có phước. Làm không thành công, chúng sanh không được hưởng phước. Làm thành, không thành cũng không liên quan đến mình. Tâm chúng ta được thanh tịnh. Làm thành công không phải ta có công lao, là chúng sanh có phước. Làm không thành công ta cũng không có tội, chúng sanh không có phước. Cho nên lợi hại được mất với chúng ta hoàn toàn không liên can. Đây gọi là vô tướng. Chăm chỉ nỗ lực đi làm, đó là hiện tướng. Hiện tướng và vô tướng là một tướng, không phải hai tướng. Từ trong này, quý vị thể hội quán sát vô ngại. Mọi người thường đọc tâm kinh, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Chính là đạo lý này. Sắc là hiện tướng, không phải tịch tịnh, không là vô tướng. Hiện tướng và vô tướng là một, không phải hai. Cho nên không khác, đều là một. Hiện tướng là vô tướng, vô tướng là hiện tướng. Nên thể hội đạo lý này, thể hội sự thật này. Sự thật ở trước mắt ta, sự thật là cuộc sống của chúng ta. Quý vị có thể hội, quan sát, học tập, chính là trải qua những ngày tháng của Phật Bồ Tát. Đó không phải là phàm phu. Khi quý vị chuyển phàm thành thánh, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, đây là pháp môn mà biến hóa âm vương tu tập. Chúng ta tiếp tục vị phía dưới. Quang diệu nhãn phạm vương, đắc ư nhất thiết hữu, vô sở trước, vô biên tế, vô y chỉ, thường cần xuất hiện giải thoát môn. Ngài được pháp môn này cũng thông tất cả pháp môn. Những pháp môn này sau khi chúng ta hiểu rõ, đối với niệm Phật, đối với cuộc sống của chúng ta có ích rất lớn.
thật sự có thể giúp chúng ta giải thoát. Ngài được giải thoát cũng giúp đỡ mình giải thoát. Nhất thiết hữu, chỗ này không những chỉ tam giới, chư vị đồng tu đều rất rõ ràng. Dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Mở rộng phạm vi này, thế gian hữu, xuất thế gian hữu, thập pháp giới hữu, nhất chân pháp giới hữu. Hữu là gì? Có sắc tướng. Hữu chính là hiện tướng. Có hiện tướng, có biến hóa, có duy tâm sở hiện, có duy thức sở biến. Nếu chúng ta dùng hai câu này, nhất thiết hữu này cũng bao hàm tất cả, một cái cũng không sót. Hữu của duy tâm sở hiện bao hàm nhất chân pháp giới, bao gồm y chánh trang nghiêm của chư Phật. Hữu của duy thức sở biến bao gồm mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Ngài đối với nhất thiết hữu vô sở trước, trước là chấp trước. Tại sao họ không chấp trước? Họ đã hiểu chân tướng sự thật một cách thấu đáo. Biết tất cả hiện tướng này, nhất thiết hữu này là như thế nào? Chân tướng của nó là như thế nào? Kinh Kim Cang nói, những gì có hình tướng đều hư vọng. Chư vị nên hiểu, duy tâm sở hiện là hư vọng, duy thức sở biến càng không thật. Đạo lý hư vọng này đã phân tích tỉ mỉ với quý vị rồi. Tôi dùng phương pháp khoa học hiện đại giải thích, chư vị càng dễ hiểu. Tất cả tồn tại của hiện tướng, thời gian rất ngắn, bất khả tư nghị. Trong kinh Nhân Vương Phật đã rất khó được, không phải chân tướng sự thật. Chỉ có chứng ngộ mới biết chân tướng sự thật. Phật dùng phương pháp này hướng dẫn chúng ta, chúng ta chứng được rồi, hoắc nhiên đại ngộ. Kinh Nhân Vương nói, một cái búng tay 60 sát na, một sát na có 900 sanh diệt. Đây là nói sở hiện của tất cả hiện tượng, bất luận là tâm hiện, thức hiện cũng đều như vậy. Một cái búng tay này thời gian ngắn như thế nào? Chúng ta búng nhanh lắm, trong một giây có thể búng 4 lần. Một giây búng 4 lần, búng thật nhanh. 4 nhân 60 nhân 900, vừa đúng 2 lần 10 vạn 8 ngàn. Thời gian tồn tại của hiện tướng này là bao lâu? 21 vạn. Tính bằng giây, một giây có 1 trên 21 vạn 6 ngàn. Thời gian tồn tại, đó là Phật nói trong Kinh Nhân Vương. Thời gian tồn tại của hiện tượng. Trên thực tế, lần trước tôi đã phân tích cho các vị. Không chỉ như vậy, chúng tôi dùng ánh sáng để phân tích. Ánh sáng trong một giây
tốc độ của nó là 30 vạn km, 1 phần 10 giây là 3 vạn km, 1 phần 100 giây. Ta cứ như vậy mà tính, cho đến 1 phần tỷ tỷ giây, ánh sáng vẫn còn di chuyển, là di chuyển cm. Cho đến không thấy ánh sáng di chuyển nữa, đúng là một giây trên ức ức vạn. Đâu phải chỉ là một phần 21 vạn 6 ngàn giây. Phật nói tướng này còn quá lớn rồi. Giải thích cái gì? Nói lên sự sanh diệt đồng thời. Cho nên đạo Phật nói không sanh không diệt. Nếu quả thực không sanh không diệt, nói không sanh không diệt là không có ý nghĩa gì cả. Có sanh diệt, nhưng tốc độ sanh diệt quá nhanh, gần như là đồng thời. Cho nên mới nói không sanh diệt. Không sanh không diệt là nói sanh diệt đồng thời, nói rõ chân tướng sự thật. Những gì có hình tướng đều không thật. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật thì đối với các pháp tự nhiên không chấp trước. Tại sao vậy? Không thể được. Bất khả đắc, vô sở hữu. Kinh Kim Cang nói, thực tế mà nói, điều quan trọng nhất Phật truyền dạy cho chúng ta là hai điều này: tam tâm bất khả đắc, các pháp vô sở hữu, trừ pháp nhân duyên sanh, duyên sanh vô tánh, pháp do nhân duyên sanh ra đều không có tự tánh, đường thể tức không, liễu bất khả đắc, năng sở đều bất khả đắc. Phật nói Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển, Phật nói Bát Nhã 22 năm, kết luận của 22 năm chính là ba từ bất khả đắc. Bất khả đắc, trong tâm quý vị vẫn còn muốn đắc, vậy là sai. Cho nên quan niệm đắc này trong Bách Pháp là pháp đầu tiên của bất tương ưng hành. Khái niệm trừu tượng không phải sự thật. Ở đâu có đắc? Không có đắc. Ngài hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, cho nên không chấp trước tất cả pháp. Không chấp trước là họ không chấp trước phân biệt. Không có phân biệt, không có chấp trước. Người đến cảnh giới này chính là Pháp Thân Đại Sĩ, chính là Pháp Thân Bồ Tát, là Phật thật, không phải Phật giả. Câu thứ hai nói vô biên tế. Vô biên tế là sao? Gọi là tánh. Tánh và tướng hòa hợp thành một, cho nên họ có thể không chấp trước. Vô biên tế cũng chính là không có giới hạn. Tôi nói không có giới hạn, mọi người dễ hiểu. Phàm phu có giới hạn. Pháp Thân Đại Sĩ không có giới hạn. Không có giới hạn là bằng với hư không pháp giới. Đây mới gọi là tánh thật sự. Có giới hạn không gọi là tánh. Quý vị còn trầm mê trong vọng tưởng phân biệt chấp trước thì làm sao thực hiện? Vô y chỉ. Y chỉ chính là phàm phu chúng ta có tâm ỷ lại,
không có kiến tánh, phải y chỉ. Chúng ta học Phật, vừa vào đạo liền cho quý vị thọ tam quy y, đó chính là y chỉ. Quý vị phải y vào tam quy giới, phải chỉ ở tam quy giới. Chỉ là gì? Nhà nho nói chỉ ư chí thiện. Tam quy giới là chí thiện. Quý vị có y chỉ, đến khi đó không có y chỉ rồi. Tại sao? Với tâm tánh, với hư không, với pháp giới hợp thành một. Y chỉ ở nơi nào? Y chỉ không có rồi, ý niệm này cũng không có rồi. Đây mới thật là thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta ở trên Đề Kinh Vô Lượng Thọ đọc đến, thực hiện thanh tịnh bình đẳng giác viên mãn, hiện tiền viên mãn. Đây là cảnh giới cứu cánh quả vị Phật. Cho nên những người này, tôi nói với chư vị, không phải là Pháp Thân Đại Sĩ, là chư Phật tái sanh thị hiện. Quý vị xem pháp môn mà họ đạt được, tất cả đều là cứu cánh viên mãn, là quả vị Phật viên giáo. Bốn từ cuối cùng thường cần xuất hiện, nói lên điều gì? Tùy loài hóa thân. Phía trước là cảnh giới mà họ chứng được. Tự lợi, đây là lợi tha. Sau khi tự lợi, đều là lợi tha. Không nói là chư Phật Bồ Tát không giúp đỡ chúng sanh, không có đạo lý này. Tại sao vậy? Tất cả chúng sanh với chính mình là một thể, làm sao có đạo lý không giúp đỡ? Đặc biệt là khi chúng sanh có khổ nạn, chư Phật Bồ Tát vô cùng từ bi, thì hiện đủ loại thân, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Tai nạn từ đâu đến? Từ mê hoặc mà có. Vừa giác ngộ thì tai nạn không còn nữa. Chúng ta thấy hiện tại con người tạo ra tai nạn mỗi ngày, xã hội hỗn loạn bất an, những khu vực chiến tranh hầu như không có biện pháp loại bỏ. Từ những nơi này, nếu có tai nạn sẽ dẫn đến chiến tranh trên toàn thế giới. Những việc này rốt cuộc từ đâu đến? Nếu chúng ta sử dụng danh từ Phật Pháp mà nói, đây là cộng nghiệp mà chúng sanh chiêu cảm. Những lời này không sai, nhưng không có trách nhiệm. Tại sao thế? Đáng đời là do quý vị tạo nghiệp, đáng phải chịu. Đẩy trách nhiệm cho người khác giống như không liên quan đến mình. Không thể như vậy được. Đây không phải là người thực sự giác ngộ. Người giác ngộ thực sự nên nghĩ biện pháp tiêu trừ tai nạn. Mặc dù tai nạn không thể tiêu trừ, cũng có thể làm cho tai nạn này suy giảm ít lần, thời gian cũng giảm dần. Đây là tâm Bồ Tát, không thể thấy mà làm ngơ. Không sai, là họ tạo nghiệp nên phải chịu quả báo. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp tận tâm tận lực giúp họ. Đạo Phật nói phương tiện thiện xảo, dùng phương pháp khéo léo, dùng phương pháp thích hợp nhất giúp họ. Hôm nay chúng ta biết những tai nạn cấp bách đang ở trước mắt, chúng ta nghĩ việc này, chính trị không thể giải quyết,
kinh tế không thể giải quyết, khoa học cao cũng không thể giải quyết, chiến tranh càng không thể giải quyết. Chiến tranh sát hại biết bao nhiêu người, những người đó không tình nguyện, có thù hận này nhớ mãi không quên, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, thật khủng khiếp, đời đời thê thảm. Điều này người thế gian không hiểu, không hiểu đạo lý oan oan tương báo. Đều không thể giải quyết. Sự thật này Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu rất rõ ràng, cho nên Ngài xuất gia tu hành, dùng phương pháp giáo dục để giải quyết. Hôm nay chúng ta từ một đời giáo hóa của Đức Phật mà lĩnh hội được, muốn giải quyết thiên tai nhân họa của thế gian, chỉ có đoàn kết tôn giáo, nhà tôn giáo, người truyền giáo hợp tác. Mỗi người nói kinh điển của riêng mình, đây là điểm khác nhau, nhưng trong đó có điểm tương đồng. Phát huy điểm chung của nhau. Mục đích giảng kinh thuyết pháp của chúng ta là đoàn kết nhân loại, tôn giáo hòa hợp, vậy thì có thể giúp đỡ xã hội này giải quyết vấn đề. Hy vọng mỗi tôn giáo khác nhau, không chỉ là truyền giáo lý của chính mình, không công kích người khác, đây là tiêu cực. Phương pháp tích cực, chúng ta khen ngợi pháp môn của mình, đồng thời cũng khen ngợi pháp môn của người khác. Giống như 53 tham vấn trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy mỗi vị Bồ Tát họ rất khiêm tốn, khen ngợi người khác. Không thấy vị Bồ Tát nào tự khen chính mình, hủy báng người khác, không có. Tự mình khiêm tốn, tán dương người khác, tán thán lẫn nhau. Đạo Phật thường nói, nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh, chỉ có chư Tăng tán thán lẫn nhau. Hôm nay chúng ta lấy tiền đề lớn này, nếu muốn xã hội an bình, thế giới hòa bình, thì các tôn giáo phải khen ngợi lẫn nhau, khen ngợi tôn giáo khác, tán thán kinh luận của người khác, ca ngợi người truyền giáo của tôn giáo bạn. Nhất định phải cùng nhau hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, kính mến nhau, hoàn toàn không có tâm cá nhân, hợp tác lẫn nhau, cùng tồn cùng vinh, thì những tai nạn do con người làm ra sẽ không còn. Tai nạn do con người làm ra sẽ không còn. Nói cho chư vị, tai nạn thiên nhiên cũng không còn. Tại sao vậy? Kinh điển nói rất rõ ràng, y báo sẽ theo chánh báo mà chuyển. Tâm người hướng thiện là mưa thuận gió hòa. Những tai nạn trên địa cầu chúng ta, sự mất cân bằng sinh thái dần dần sẽ hồi phục trở lại, đều ở lòng người. Phương pháp cứu vãn lòng người đều ở sự giác ngộ của tôn giáo, đoàn kết tôn giáo hòa hiệp, mở rộng đối với giáo dục tín đồ của các tôn giáo đều hướng thiện, mới có thể đạt được mục đích này. Đây là cứu vãn kiếp nạn hiện tiền. Mục đích xa hơn nữa, chúng ta nhất định phải giúp đỡ tất cả chúng sanh đời sau sanh đến nơi tốt hơn. Nơi tốt nhất của Phật giáo là thế giới cực lạc, thứ hai là sanh trên trời.
tôn giáo khác, nơi nương tựa cuối cùng của họ là thiên đường. Nhất định phải giúp tín đồ của họ sanh lên thiên đường. Quý vị mới tận hết trách nhiệm của mình, mới hoàn thành sứ mệnh của quý vị. Cho nên trước mắt phải chú ý đến đoàn kết tôn giáo, hòa hợp chủng tộc, thực hiện đa nguyên văn hóa mà người hiện đại thường nói. Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực ở công việc này. Công việc này chính là thường cần xuất hiện. Cho nên có người hỏi tôi, tại sao các vị làm như vậy? Kinh Hoa Nghiêm dạy làm như vậy. Chúng ta thực hiện theo Kinh Hoa Nghiêm. Hôm nay thời gian đến rồi, thôi chúng ta nói đến đây.